Chào các bạn đến kênh xem một cách 24 giờ. Vision 110 nâng cấp nhức nách với cái gam màu đỏ bọc. Cái chiếc Vision 110 là mẫu xe tay ga tầm trung mà Honda Nam đang hướng tới với đối tượng là nữ giới. Tuy nhiên sau khi đến nhàm chán những mẫu tay ga thể thao và nam tính như là FF, Vado, Discipline thì những tay chơi xe ở trong nước lại hướng tới cái dòng là Vision để tiếp tục tạo nên cái ấn độ là mắt khác nhau. Lựa chọn trên mình một cái tông màu vàng giúp chiếc xe trở nên thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện ở trên phố. Bên cạnh phần đầu xe được thiết kế một cái cặp tay thắng CNC carbon bờ tạo một điểm nhấn và chính chiếc lỗ tăng thêm cái giá trị hơn. Nhìn xuống cái dàn chân trước thấy những món đồ chơi người chủ đầu tư cho con chiến mã, bao gồm cái đĩa thắng đồ chơi được mô phỏng theo kiểu dáng hiệu Rakotex, đi cùng với đất lòng đen chuẩn tay dành cho mâm xin nên không cần phải chế thêm cái đất lòng. Áp dụng dầu quýt Thái có cái vòng xoay được 360 độ và lắp vừa với các ốc dầu khác nhau. Áp dụng hai dầu Rainbow HLC 2 bít đối xứng nhỏ gọn mini nhưng đem lại cái lực phanh đạt khá ổn cho cái chiếc xe cương này. Thiết kế lại toàn bộ ốc zin thương hiệu quốc Rinam điện vân lên cái màu xanh titan vô cùng nổi bật cùng với cái dàn chân bạc của cái chiếc Vision 110. Bên cạnh còn có cái chạm sóc YS bình dầu ở phía sau, có cái tổng chiều cao là 330, ngoại hình cái màu đỏ bạc đặc trưng càng làm cho cái chiếc xe thêm chút là sang trọng. Đây là cái phiên bản mới nhất của YS, họ đã cải tiến cái phần tên hiệu trên bình dầu được cắt chữ không còn dán tem như các phiên bản đời trước. Đây là một cái góc tuyệt đẹp của con xe đậu mang một cái tông màu khá là nổi bật. Quay độ đen keng với cái dàn chân là không tưởng tượng được. Một tay chơi xe trong nước có tên là Toàn đã dọn lại cái chiếc quay của mình bằng loạt phụ kiện đồ chơi hơi nổi bật, đậm chất chơi tạo ra một cái tổng thể hoàn hảo cho cái chiếc quay độ này. Nó bật ở cái dàn ngoài của chiếc xế đến từ cái bộ áo cái màu xanh, đi cùng với đó là bộ tem nguyên bản từ nhãn xuất. Chiếc quay còn được trang bị cái đèn hai tầng siêu phát cho ánh sáng trắng là cực kỳ ổn định, không làm nóng hoặc hư hao bất kỳ một cái chi tiết chi điện nào, chỉ lắp vào để dùng được ngay. Bên cạnh còn có tay thắng Rainbow phiên bản được trang bị chính vào một phần cơ lớn, đi cùng với đó là bình dầu Rainbow cái màu xám khối làm ổ khí dầu phụ. Kết cấu là hơi to hơn cái phần dàn áo nên phải khoét rộng ra rất nhiều. Cái điểm nhấn cái dàn chân trước là cái chú heo dầu Fando 2 bít đối xứng có đến từ lon, đi cùng với đó là đĩa cà phơ kích thước 265 được bắt cho đường trước thông qua thắt lòng làm bằng cái bìa nhôm CNC, sau đó đem đi nhuộm đen cho hợp với cái tông màu với bộ phục lòng ở trong cái đĩa phanh, được tô điểm bằng lọt ốc khi nằm được điện phân lên cái màu xanh lục bảo. Các chốt inox cái đầu xe già do ứng dụng là bánh căm nên phải rút căm trong ra để không bị cạ cấn cái mặt heo dầu ở phía sau trong quá trình sử dụng. Nhắc đến bộ phận treo sau của em ấy là em ấy đang sở trên mình một cái phục Hollin bình dầu rời được tăng thêm tính thẩm mỹ và khả năng giảm sóc. Đây là một cái điểm nhấn quan trọng của chiếc quay độ được chú ý nhiều hơn cái ở trên phố. Cách cấu cái phần phục quá lớn vì vậy người chủ khoét rộng cái dàn áo mũ rất nhiều để không bị cạ cấn. Phần cổ bô được làm bằng cái điện titan cho khả năng chịu nhiệt cao hơn và cho khả năng tăng thêm cái chút ấn tượng sạch sẽ của chiếc xích cưng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Tiếp nhớ like, subscribe.